Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thông báo số 18/TB-HDNZ ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc kiểm tra xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm luật đất đai trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung kiểm tra, rà soát 383 dự án chậm triển khai trên địa bàn 30 quận huyện thị xã. Đối với các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn triển khai dự án thì căn cứ quy định của luật đầu tư để xem xét, đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định. Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trong quý 4 năm 2018. Đối với những dự án đã thực hiện thu hồi đất, giao đất nhưng chậm triển khai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong quý 3 năm 2018 báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời không xem xét đề xuất điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian thực hiện dự án đối với các dự án chậm triển khai, chủ đầu tư vi phạm các quy định của Luật Đất đai, yêu cầu các chủ đầu tư cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ, chấp hành việc ký quỹ thực hiện dự án và xử lý nghiêm các dự án chậm triển khai theo quy định của pháp luật. Khẩn trương thực hiện việc thu hồi đất đối với các dự án đã có quyết định thu hồi, bãi bỏ quyết định giao đất cho thuê đất để quản lý và đề xuất phương án sử dụng phù hợp quy hoạch hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo kiểm tra đôn đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về thu hồi đất để quản lý và đề xuất phương án sử dụng phù hợp quy hoạch hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định đối với 38 dự án vi phạm đã có quyết định thu hồi, bãi bỏ quyết định giao đất cho thuê đất. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn thành phố theo quy định. Có kế hoạch định kỳ kiểm tra các dự án sau khi đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trước đó, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tổng số dự án chậm triển khai có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn Hà Nội lên tới con số là 383. Một số quận huyện có số dự án chậm nhiều là Hoài Đức với 51 dự án, Mê Linh 50, Nam Từ Liêm 48, Hoàng Mai 25, Bắc Từ Liêm 23. Nguyên nhân dẫn đến các dự án chậm triển khai, theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trọng Đông là do thay đổi chính sách đất đai, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, thị trường bất động sản trầm lắng, chủ đầu tư không quyết liệt, quy định không xây dựng nhà cao tầng trong nội đô. Các chủ đầu tư dự án vi phạm đều được công khai và không cấp dự án mới.